mỹ nữ cầm ra một viên xúc sắc, chỉ cần đánh trúng điểm số của nó thì có thể nhận được 100 tỷ yên, khoảng 5 tỷ nhân dân tệ. Tiền mặt chất đống cao đến 2 mét được đặt sang một bên. Chỉ cần thắng sẽ được đem số tiền này đi, nhưng nếu như thua thì sẽ có kết cục như vậy. Đây là một trò chơi mà một người nhà giàu hàng đầu Nhật Bản thiết kế. Nguồn tài lực của ông ta tương đương với một nửa của Nhật Bản. Trò chơi này cũng không phải để giải trí, mà là giúp ông ta chọn ra người thừa kế. Người tham gia muôn màu muôn sắc, có học sinh cấp 3, có kẻ lăn lộn xã hội, còn có du dân thất nghiệp. Đương nhiên là ai thì cũng rất yêu tiền, nhưng không quan tâm là ai, chỉ cần ai đó thắng trò chơi, chỉ cần đi đến cửa ải cuối cùng thì có thể lấy về đống tiền này và có được ngai vàng của người thừa kế tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Cửa ải đầu tiên của trò chơi rất đơn giản, đoán đúng thư ký mỹ nữ trong tay cầm viên xúc sắc, bỏ vào trong lồng sắt tương ứng là được. Nhưng trên lồng sắt là một viên bi sắt nặng 500 cân. Khi thời gian trả lời kết thúc, đáp án sai thì viên bi sắt trong lồng sẽ rơi xuống, người ở trong sẽ giống như con mèo thần tài vậy, vỡ thành trăm mảnh. Tỷ lệ chết của trò chơi chiếm gần 83%. Nhưng đám người dân nghèo này nhìn thấy đống tiền, còn có cơ hội thắng là 1/6. Nói không chừng nếu may mắn có thể lấy được 100 tỷ trước khi chính thức bắt đầu. Thư ký tiến hành 3 lần biểu thị, mỗi một lần là đem xúc sắc bỏ vào trong bát, số điểm xuất hiện đều là 1 điểm. Lần thứ 4 bỏ vào, cô ta đóng nắp vào, trò chơi chính thức bắt đầu. Hạn thời gian 30 phút, người chơi sẽ trong thời gian này để đoán điểm số, lựa chọn chiếc lồng sắt để vào. Mọi người bắt đầu láo loạn, xác suất đoán 1/6 dựa trên may mắn. Nhưng anh chàng tóc xám không nghĩ như vậy, 3 lần liên tiếp đều xuất hiện số 1, như vậy xác suất lần thứ 4 xuất hiện chính là 1/1296, cho nên lồng số 1 không hề an toàn. Anh chàng xã hội đen đại mập ngay lập tức phản bác. Anh ta nhiều năm chơi trên sòng bạc, trước đó xúc sắc liên tục 3 lần xuất hiện số 1, rõ ràng là động chân động tay, trọng tâm của xúc sắc bị ai đó thay đổi, bất luận có thế nào đều sẽ xuất hiện 1. Đây gọi là xúc sắc xoay, nhưng anh ta tuy nói như vậy, nhưng bản thân lại không dám đi vào lồng số 1. Thư ký nhìn thấy mọi người không động tĩnh, đưa ra một quy tắc mới. Khi trò chơi kết thúc, chỉ cần ở lại trong lồng thì coi như thắng, nếu không ai đoán đúng số điểm cũng qua cửa. Đương nhiên, tiền đề là phải sống. Mọi người đứng sững lại, đều đang suy nghĩ hàm ý quy tắc mới. Lúc này một học sinh cấp 3 đi qua mọi người, thẳng thừng đi vào trong lồng số 1, sau đó ngồi xuống một góc xó, có người dẫn đầu, cả đám người điên cuồng thi nhau chạy vào lồng số 1. Có mỗi tiểu soái bình tĩnh suy nghĩ không hề động đậy, bởi vì anh ấy chú ý đến, nhớ lại khi thư ký ném xúc sắc cảm thấy có vấn đề, nhìn thì trông rất giống nhau, có lẽ là trước đó đã chuẩn bị hết rồi, mục đích là để gây nhầm lẫn cho người nhìn, cho nên lồng số 1 tuyệt đối không an toàn. Nếu như anh ấy nói như vậy thì đám người ban nãy chen chúc trong lồng số 1 toàn bộ đều chạy ra. Tiểu soái suy nghĩ một hồi lâu rồi đi vào lồng số 2, anh nhìn lên cầu sắt lại nhìn ra xung quanh, sau đó ngồi xuống góc nào đó. Hai anh bạn không hiểu, lẽ nào lồng số 2 là an toàn sao? Tiểu soái trả lời, khi nào quả cầu rơi xuống thì sẽ biết, đây thì làm sao được coi là đáp án chứ. Nhưng họ vẫn hát theo dáng của tiểu soái, ngồi xuống góc nào đó. Lúc này trò chơi vẫn còn 5 phút là kết thúc, mọi người không thể không chọn. Lồng số 1 nguy hiểm không ai đi, lồng số 2 chỉ có tiểu soái và hai người bạn, lồng thứ 3 cũng chỉ có 3 người, đại mập cũng tự chọn cho mình số 4. Những người còn lại đa số đều chọn ô thứ 5 và 6. Cùng với sự đếm ngược thời gian của thư ký, lồng sắt đã bị khóa, cũng mở cái nắp ra. Mọi người trong lúc này biểu cảm mỗi người một vẻ, tiểu soái thản nhiên chấp nhận số phận, đại mập thì lắc đầu vui vẻ. Nhưng nhiều hơn chính là mọi người phải đối mặt với cái chết đáng sợ. Nhìn quả cầu sắt trước mặt, tiểu soái thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết mình đã đoán đúng, bởi vì đây cơ bản không phải là trò chơi đoán điểm số, mà là làm sao để có thể sống sót trong chiếc lồng này. Bạn có thể dựa vào trí tuệ cũng có thể dựa vào vận may. Nếu như cả hai đều không có thì chỉ có thể biến thành thịt xay, cùng với đoàn người áo đen khênh vô số người chết đi khỏi. Thư ký tuyên bố, người sống sót có tư cách nhận được 100 tỷ. Nhưng họ buộc phải tham gia trò chơi chết chóc tiếp theo. Ba người đàn ông này bị khóa trên một cái cột, mặt nạ kính bắt đầu dâng lên, một giây sau ống nước bắt đầu chảy nước. Bạn tưởng rằng họ đã bị ngược đãi, không, họ đều là tự nguyện. Mục tiêu là để tranh cướp 100 tỷ. Họ đang chơi trò có tên là bộ đếm thời gian cơ thể người, bị nhốt trong phòng chứa nước và trả lời câu hỏi. Trả lời đúng, dòng nước sẽ dừng. Trả lời sai thì đợi người ta đến thu xác. Câu hỏi chỉ có một, trông thì đơn giản mà lại hoang đường. Nếu như căn phòng giống nhau thì các bạn là gì? Đáp án đầu tiên chọn là người. Nhưng câu hỏi tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, tất cả mọi người đều tự động bỏ qua nó. Sau đó, họ lại bắt đầu căng bộ não của mình nên để đoán. Đại mập cho rằng là biển lớn, còn nói là ức gà và cá. Nhưng mặc kệ là đáp án nào, họ đều không dám ra đáp án, bởi vì một khi trả lời sai sẽ mất đi quyền trả lời, kết quả cuối cùng chỉ có dìm chết, trừ phi có người khác trả lời đúng, mực nước mới dừng lại. Nhìn thấy mực nước vẫn chưa quá người, tiểu soái vẫn rất bình thản. Đại mập lo lắng, cầm cái trụ trước mặt muốn đập vỡ kính, lại đúng lúc nhìn thấy ký hiệu thần bí bị giấu đi. Tiểu soái vừa nhìn, xác định đây là biểu tượng tình góc trong toán học,
lại nhìn quanh một lượt căn phòng. Ở đây xác thực là có 3 góc. Sau khi anh ấy tính xong, phát hiện ra góc đó là 36 độ, cho nên đáp án lựa chọn là 36 sao. Nhưng đáp án chỉ có 20, tất nhiên không đúng. Vậy 36 đại diện cho điều gì nhỉ? Tiểu soái nghĩ không ra, những người ở căn phòng khác cũng nghĩ không ra, chỉ đành nhìn mực nước dâng cao. Đã đến ngực, cuối cùng có người không chịu nổi nữa bắt đầu đưa ra đáp án. Nhưng khi họ hoang mang lựa chọn đáp án, thứ mà nhận được chỉ có đào thải. Những người bị đào thải cứ hết người này lại đến người khác, tiếng khóc cứ thế liên tục xảy ra. Người tham gia còn có tiểu soái và một bạn học sinh cấp 3 không đưa ra đáp án, mực nước cũng đã đến cằm. Tiểu soái bắt đầu căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn thấy chim ưng đang bay trên trời. Anh bỗng chốc bừng tỉnh, căn phòng cố ý thiết kế thành trong suốt là bởi vì từ trên nhìn xuống, tất cả các căn phòng đều sẽ xếp thành một hình vẽ. Ba góc trước đó là 36 độ, xếp thành vừa đẹp một hình thập giác. Và hình thập giác có thể xếp thành một hình vẽ, vừa hay là một ngôi sao. Lại nhìn các đáp án, quả nhiên có đáp án là ngôi sao. Đại mập vô cùng phấn khởi, cứ khen tiểu soái là yêu quái. Khi anh chuẩn bị ấn chọn đáp án, một căn phòng khác cướp trước một bước, ấn vào đáp án ngôi sao. Tốt quá, xong rồi. Đáp án ngôi sao là sai, điều này quá là nằm xa dự liệu rồi. Tiểu soái đần người ra, mực nước không ngừng dâng lên. Anh cố gắng kiễng chân lên, mới ngóc được đầu lên mặt nước. Anh vội vàng nhìn các đáp án, từng đáp án loại bỏ. Cuối cùng nhìn thấy đáp án số 16, trong chóng. Anh bừng tỉnh ngộ, trong hình thập giác, không chỉ có ngôi sao mà còn có trong chóng. Và đáp án này của anh, chính xác là đáp án đúng. Nước ở trong tủ kính bắt đầu chảy ra. Tiểu soái không chỉ thắng giành được thắng lợi, điều quan trọng là anh đã cứu được tất cả mọi người. Nhưng cửa ải này thắng không đại diện cho cửa sau cũng có thể thắng. Cửa ải tiếp theo mới chính là cạm bẫy cho cái chết thật sự. Đây là trò chơi nguy hiểm hơn trò chơi con mực. Người chơi mặt hướng lên trên, trên đầu có cái neo sắt nặng 500 cân, dùng tay vuốt nhẹ bỗng chốc chảy máu. Trò chơi này có tên là Zekapi Dinh Bích Anh Cơ. Tiền thưởng của trò chơi là 100 tỷ yên. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, vẫn là trả lời câu hỏi. Trả lời đúng thì chiếc thuyền dâng lên, trả lời sai sẽ rơi xuống. Đến khi đó kết cục của họ sẽ như vậy. Trò chơi muốn thắng lợi thì phải trả lời đúng tất cả câu hỏi, hoặc toàn bộ người chơi đều chết. Câu đầu tiên, anh mắt kính trả lời trước. Anh đã chọn trúng câu hỏi đơn giản nhất, nhưng bởi vì căng thẳng cho nên anh đã trả lời sai. Neo sắt sẽ hạ xuống một nấc. Câu hỏi thứ hai đến tiểu soái, anh chọn trúng số 2, nhẹ nhàng trả lời chính xác. Anh tóc dài bên cạnh cũng chọn trúng câu hỏi số 3 và đã trả lời đúng. Lại lần nữa đến mắt kính, lần này anh đã chọn phải một câu hỏi kỳ quái. Người dẫn chương trình nói, điều này mới quyết định câu hỏi then chốt để neo sắt lên hay xuống. Câu hỏi trước đã trả lời sai sẽ tính lũy số lượng neo sắt tăng hay giảm. Chỉ có trả lời đúng câu hỏi then chốt mới có thể khiến neo sắt tăng lên và ngược lại sẽ hạ xuống. Và anh mắt kính học kém cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đã trả lời sai. Cùng với sự chuyển động của răng cưa, neo sắt bắt đầu hạ xuống. Nhìn thấy dao kiếm đang múa máy trước mặt, tiêu soái an ủi mắt kính đừng để ý, họ còn có cơ hội thắng lợi bởi vì anh đã tìm ra bí quyết thắng cửa ải này. Chỉ cần câu mấu chốt trả lời đúng, họ sẽ có thể thắng lợi. Và câu mấu chốt đang giấu ở anh Cơ, đơn từ 6 chữ cái của từ neo sắt. Chỉ cần bản thân chọn trúng câu mấu chốt sẽ thắng. Nhưng anh không biết, thư ký đang quan sát sau camera luôn nhìn chằm chằm vào họ. Tiểu soái muốn thắng không đơn giản như vậy. Quả nhiên mắt kính lại rút trúng câu hỏi mấu chốt. Lần này là thư ký phía sau đổi vị trí câu hỏi và câu trả lời của mắt kính đã thất bại. Đây có nghĩa là neo sắt một sẽ lướt qua ra, hai là sẽ đập trúng đầu A Long. Neo sắt lần đầu tiên nhuốm máu, cách chán không đến 2 cm. Nếu như câu mấu chốt sau đó lại đoán sai, họ buộc phải chết. Thư ký phía sau nhìn tiểu soái, trong lòng vô cùng đắc ý, tiếp tục dùng thủ đoạn bị ổi này để đối phó với họ. Chỉ cần tiểu soái chọn trúng câu hỏi, đều là những câu hỏi điểm thấp. Còn mắt kính và tóc dài đều là câu hỏi điểm cao và rất khó, muốn trả lời chính xác dường như là không thể nào. Điều này cũng dẫn đến số điểm tích lũy hạ xuống tăng lên vạch 12. Tiểu soái rất hoang mang. Nếu như mắt kính lại chọn trúng câu mấu chốt, họ tuyệt đối sẽ chết. Và ông trời cũng không làm cách nào được. Mắt kính không bốc phải câu mấu chốt, nhưng anh tóc dài bốc phải. Câu hỏi trong vòng 15 giây, nói 8 ký tự chữ Hán giống nhau, sử dụng thành ngữ 2 lần, câu hỏi không coi là khó. Tóc dài vội vàng bắt đầu trả lời, nhưng tiểu soái bên này đối mặt với cái chết có chút mất kiểm soát. Anh gào hét không ngừng vùng vẫy, khiến cho tóc dài bên cạnh cơ bản không cách nào suy nghĩ. Nhìn thấy thời gian sắp dừng, anh chỉ nói ra được 3 thành ngữ mà thôi. Và răng cưa đã hạ xuống, cũng bắt đầu chuyển động. Vĩnh biệt nha. Trọng tài ngẩng đầu lên, bị cảnh tượng trước mặt kinh hãi. Chiếc đao sắc nhọn của neo sắt lại cắm vào bên giường sắt, tiểu soái thở phào. Lần này anh đã đoán đúng, thực ra mới bắt đầu anh đã dùng tay chạm vào neo sắt là để ước lượng cự ly neo sắt đến họ, sau đó lại căn cứ vào vị trí neo sắt rơi xuống.
tính ra mỗi một vạch đều rơi xuống 3 cm, và cuối cùng rơi xuống vạch thứ 12, vừa hay hoàn thành trợ công cho anh, khiến cho neo sắt đã thành công cắm ở ngoài. Tư duy như vậy không thể không gọi là quái vật. Ông trùm thiết kế ra trò chơi đích thân ra mặt, tuyên bố sự thắng lợi của tiểu soái, cũng nói với anh đã đạt được tư cách người tham gia cuối cùng của trò chơi, vị trí người thừa kế. Mọi người thấy bộ phim này thế nào ạ? Đây là một bộ phim hay của Nhật Bản. Đề tài cũng giống như trò chơi con mực. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn hãy like và theo dõi cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Bye bye!